Hello mọi người. Hello mọi người. Ở đây bữa tuyết, bữa nay tuyết quá. Bữa nay tuyết đổ lớn quá mọi người nghe rõ không? Hello mọi người. Chào Phạm Quốc Lâm nè, nghe rõ không? Chào không? Bên này bên anh tuyết đang lớn, bộ đổ lớn. Nghe rõ không? Nghe rõ không? Cho cái tín hiệu coi coi coi. Ông già vẫn lái xe đi y xèo. À, đi lên nhà ăn dọn gái để đưa đồ cho nó mà tuyết khả năng ra rơi lớn quá. Với lại sẵn đây mình cho mọi người coi chiêm ngưỡng cái tuyết luôn. Hello mọi người. Ok thì Minnesota bộ này là mùa tuyết mà, bão tuyết rồi tuyết lớn tuyết nhỏ tuyết đủ thứ tùm lum tà la, nói chung là sống ở đây thì phải chịu vậy thôi. Nhưng có cái điều gần tới còn tháng nữa tới Tết hả, ở quê nhà thì hiện giờ thấy người ta đang xôn xao tuyết mịt mù luôn. Để coi cho mọi người coi coi đó, nói giờ ngay được rồi, cho coi tiếp tức là bịt buồn thì sống ở đây là phải chấp nhận cái điều đó mà thôi. Nhưng có cái điều những cái giây phút những cái cảnh như vậy nè, tại là mình nghĩ tới quê nhà đang đang ấm êm, đang không có lạnh lẽo giống như ở đây rồi. Gia đình sum họp buổi tối, gia đình vợ chồng con cái sum họp, tự nhiên mình cảm thấy mình tuổi tuổi nè già rồi cho nên vì đó nhiều khi cái mình nghĩ cái buồn cười quá. Cái này mùa này đi xe rất là nguy hiểm, xe phải có đầy đủ chức năng, cái thắng là phải có cái gì thắng rồi các cái là có những cái mà gọi như là trên xe nó chống trơn trợt rồi thấy là mịt mù. Ê, cuộc sống bên này như là như vậy để khủng khiếp không. Thì nhớ người nào mà chưa biết tuyết ở cái tiểu bang là như thế nào thì sẵn hôm nay mình cũng xin giới thiệu luôn. Mùa đông ở đây nó kéo dài từ tháng 11 cho đến tháng 4, thì là coi như bảo mạng cũng 6 tháng á, tròn đẹp 6 tháng, năm tháng mấy 6 tháng. Thế thì trong cái thời gian này thì người dân ở đây là phải cào tuyết, xúc tuyết rồi phải mỗi buổi sáng đi ra xe là phải cào xe rồi làm sạch xe, làm cõi kiến cúng rồi làm vào sau là mới dám đi. Chứ không ai dám đi đó, là ăn vặn mà đi ra đường đi ra freeway hay đi đâu thì rất là nguy hiểm, tức là ta đi chậm. Ở thứ hai nữa là coi như quan trọng nhất là coi như là lúc nào cũng họ cũng phải thăm dò cái vỏ xe, cái vỏ xe thấy chưa, thấy buồn buồn mà không. Cái vỏ xe ở bên xứ này là nó mòn khoảng 20-30% là mình phải lo mình đi thay, là cái lý do nếu mà nó mòn quá thì mùa đông này chạy rất là nguy hiểm, nó không có bám đường đó vậy đó. Đủ thứ chuyện trên đời, có ai lên chơi không, gửi yêu cầu lên chơi coi. Yeah.
chơi thì ở cái cầu lên chơi mình đang lái xe, mình không có tiện ca, mình không có tiện thay đổi cái còm, đang bị cuộc điện thoại không biết có nghe được nữa không. Không biết nãy giờ mọi người nghe em ta. Ai lên chơi thôi. Đi ra, ở thôi ngồi trên ngồi đi. Tới nhà gái rồi. Rồi. Trời nói chuyện không ai, nãy giờ không biết có ai nghe rõ không ta. Bây giờ tới nhà rồi đó. Bây giờ mới đọc được cái, đọc được comment. Lấy lên nè. À, không biết nghe nói là cũng báo đăng đó, mà cũng chẳng biết là ở đây không biết là ông Ngạn có về chưa. Nói như vậy để cho mình hiểu rằng ông Ngạn là ngày xưa giờ ông cũng là tụi cái dạng coi như là có ăn có học, cũng là giáo viên chứ không phải giáo sư đâu nha. Giáo viên ở thời chế độ cũ, cũng chạy đâu ở dưới miền Tây, trường ở đâu ở dưới cả, cũng làm đủ trường, nhưng mà bây giờ phút cuối đời họ cũng mong muốn tới về Việt Nam. Nói như vậy để mình hiểu rằng làm gì thì làm, cũng họ cũng nhớ về quê hương đất tổ, mặc dù nó họ không nói họ những cái lúc mà họ cũng chửi cũng bới, nhưng mà khúc gần lâm chung, gần lìa đời ông Phạm, ông Ngạn năm nay nhiêu ta, bảy mấy bảy lăm bảy sáu. Ồ, nãy giờ hỏi mấy chục người rồi hỏi có